Xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay bài học mới của mình đó là bắt đầu trước khi sẵn sàng. Hôm trước mình cũng có nói với các bạn rằng là mình hãy làm đi để mà mình có được một cái kỹ năng để mà mình rèn luyện, tôi luyện là mình phát triển. Nhưng thực ra mỗi con người chúng ta ấy, thường có cái niềm tin là mình chưa sẵn sàng. Và chính vì cái niềm tin mình chưa sẵn sàng đó mà dẫn đến là chúng ta không dám bắt đầu làm một cái gì cả. Ví dụ như là khi mà mình muốn lên hình này, mình muốn ghi hình cho một cái video nào đó thì mình nói rằng là mình chưa sẵn sàng vì khuôn mặt mình chưa được coi như là chăm sóc cho nó đẹp, mình không dám bắt đầu. Và mình cứ chờ đợi, đợi đến khi nó đạt được thì chúng ta mới sẵn sàng. Thì cứ đợi như thế thì không biết đến khi nào mình mới hoàn hảo để mà bắt đầu các bạn ạ. Cho nên là hãy bắt đầu trước khi mình sẵn sàng. Thì khi mà mình làm, trong quá trình mình làm thì mình học hỏi và mình tiến lên, mình hoàn thiện chính mình sau những cái lần mình trải nghiệm đó. Thì cũng như mình bắt đầu làm video như thế này, mình cũng không có một cái sự chuẩn bị nào hết. Chỉ khi mà bắt đầu vào lớp học, vậy là tiến hành luôn. Và với những cái video đầu tiên, nó làm cho mình có rất nhiều vấp váp và mình cũng rất là trông rất là kỳ cục. Nhưng mà mình không có hề sợ hãi, cũng không có hề xấu hổ vì những cái bước đầu tiên mình làm khởi đầu. Bao giờ cũng vậy, bạn thấy một em bé tập đi không? Khi những bước đầu tiên thì bé có thể là vấp ngã rất nhiều. Ngay khi mà sau nhiều lần vấp ngã thì có những cái kinh nghiệm và sau đó đứng và bước những bước đầu tiên tốt đẹp hơn. Và mình cũng muốn rằng tất cả các bạn hãy bắt đầu đi và đừng có khi đợi nữa. Các bạn đợi thì các bạn đợi cả đời mà thôi. Xin chào và chúc tất cả các bạn một buổi sáng thật là tốt đẹp, vui vẻ. Xin chào.